Bạn ơi, hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô hoa màu đỏ trước. Đây là miếng sô-cô-la thì mình sẽ tô màu nâu. Tiếp theo sẽ tô lá. Trong này mình sẽ tô màu này. Phần sữa mình sẽ để nguyên. Còn phần bên ngoài mình sẽ cốc, mình sẽ tô màu tím. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.